Hôm nay đoàn nghề ô tô cũ Hải Phòng lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Kia Morning Column sản xuất 2016 mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ của nó là 1.25, mang nước sơn màu trắng ngọc trinh. Một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn xinh xinh và luồn lách những đường ngang ngõ nhỏ, ok luôn các bác nhá. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Kia Morning sản xuất những năm 2016 mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.2 này, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em nghe theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn này, nội thất của em nó này rất là tươi các bác nhá. Nội thất thì ghế da trang bị hai màu tươi rồi nói luôn các bác này. Một nội thất thì rất là tươi, màn hình đầy đủ này. Đấy, táp lô thì của em nó thì đã được trang bị thảm trải táp lô. Đấy, một mẫu xe nhỏ gọn luồn lách những đường ngang ngõ nhỏ, ok luôn. Đấy, một mẫu xe Kia Morning sản xuất những năm 2016 các bác nhá. Đấy, 2016, đời 2016. Đấy, mới sử dụng được khoảng 6 năm thôi. Đấy, mới có 6 năm sử dụng các bác nhá. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này nhá, máy lên alo cho em. Alo trực tiếp cho em nghe theo số điện thoại em ghi trên màn hình, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có địa chỉ. Đấy, có địa chỉ đặt tại quốc lộ 10 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Đấy, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh các bác nhá. Tất cả các hệ thống cột kèo đầu đít zin, và cột kèo đầu đít của em nó zin các bác nhá. Đấy, zin nguyên bản luôn các bác này. Đấy, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Vâng, một mẫu xe Kia Morning mang nước sơn màu trắng ngọc trai, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, zin cả xe luôn, keo chỉ zin và máy số zin luôn. Hệ thống táp ly cánh cửa của đằng trước này. Đấy, táp ly cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác nhá. Đấy, tất cả những cái hệ thống keo chỉ của xe, keo chỉ của em nó zin đều tắp tắp luôn các bác nhá. Đấy, phần khung cánh cửa này không hề có một chút mục mọt nào luôn. Đấy, không hề mục mọt các bác nhá. Đấy, táp ly cánh cửa thì rất là đẹp luôn. Đấy, sơn xi thì màu trắng xịn sò, không đổi màu các bác nhá, không đổi màu. Lốp dép thì khá là đẹp luôn. Đấy, lốp dép của em nó đây. Đấy, còn khá là đẹp các bác nhá. Tất cả những cái hệ thống cua lốp này. Đấy, cua lốp có nhá, tụt trọng sóc này, nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, lốp dép thì rất là dày dặn luôn. Đăng kiểm của em nó còn đến tháng 6 năm 2024. Vâng, đăng kiểm dài miên man. Đấy, phí đường bộ thì còn đến tháng 12 năm 2023. Đấy, đăng kiểm thì vẫn còn, phí đường bộ thì đã hết rồi các bác nhá. Đấy, đèn pha này, một cặp đèn pha của nó này, rất là sáng bóng, rất là đẹp các bác nhá. Đấy, rất là sáng bóng, rất là đẹp luôn. Biển kiểm soát 15A. Vâng, 30380 các bác nhá, 30380. Đấy, hệ thống đèn pha này. Đấy, cặp đèn pha thì rất là sáng bóng đều nhau luôn. Mang nước sơn màu trắng xịn sò. Vâng, màu trắng xịn sò nguyên bản theo xe. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe bản hatchback một đầu, xăng ăn tiết kiệm như người này. Đấy, mà đăng ký là 5 chỗ ngồi, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em. Alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhá. Còn đây là phần hệ thống táp ly cánh cửa này. Đấy, táp ly cánh cửa đằng trước bên lái các bác nhá. Táp ly này. Đấy, táp ly của em nó thì vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện này. Đấy, tất cả những hệ thống khung cánh cửa này. Đấy, khung cánh cửa các bác nhá, keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ của em nó đều đắp đắp luôn. Đấy, một mẫu xe Kia Morning. Đấy, dòng Kia thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc của em nó thì rất là dễ thay thế các bác nhá, không hay hỏng vặt luôn. Cái ốc ác bản này, đấy, chưa hề động đến kale bỏ lết các bác nhá. Hệ thống tem mát theo nhà sản xuất đó. Đây là các bác xem những cái ốc ác bản này vẫn còn sơn chấm 7 màu các bác nhá, vẫn còn sơn chấm 7 màu luôn. Và sau đây em sẽ đi sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem và tham khảo một mẫu xe Kia Morning sản xuất những năm 2016. Đây là một dàn xe này, một dàn xe sedan hai đầu rất là nhiều các bác nhá, rất là nhiều luôn này. Quý vị và các bạn nào mà chưa có xe đi chơi Tết thì cứ nhấc máy lên alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhá, rất là nhiều. Đấy, rất là nhiều những mẫu xe đang nằm la liệt ở bãi các bác nhá. Đây là phần hệ thống bô lăng của xe. Đấy, bô lăng của em nó là bô lăng hai chấu các bác nhá. Đấy, bô lăng hai chấu này. Đấy, mặt bô lăng này không hề có sự hao mòn mấy các bác nhá. Mặt đồng hồ này. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, tất cả những cái nút điều hòa này,
hệ thống quạt số này, phanh tay các bác này. Đấy, chân của nó là chân nỉ nguyên bản theo xe, hệ thống chắn nắng này. Đấy, đèn chân này. Đấy, rất là ok các bác nhé. Phần kính lên xuống. Đó. Hoạt động rất là trơn tru các bác nhé. Tất cả những cái nhựa ốp cột này. Đấy, khích khịt các bác nhá. Đấy, phần hệ thống gương chiếu hậu này. Đấy, gương kính chỉnh điện. Đó. Hoạt động rất là trơn tru. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn. Đấy, nhỏ gọn luôn, nách những đường ngang nó nhỏ, ok luôn các bác nhá, và tiết kiệm luôn. Đấy, xăng ăn 6 lít trên 100 cây số mà chở được 5 người. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe nhỏ gọn này, nhấc máy lên alo cho em nghĩ các bác nhá. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 209 triệu đồng. Vâng, 209 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning. Đấy, dòng Kia thì máy móc của nó rất là lành. Đấy, không hay ổng bạc. Sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy cho các bác xem và tham khảo. Một mẫu xe Kia Morning, một mẫu xe nhỏ gọn và tiết kiệm nguyên liệu. Vâng, mang thương hiệu của Hàn Quốc. Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Kia Morning sản xuất 2016, mang phiên bản số sàn, khối động cơ em nó là 1.2. vâng, đấy, keo chỉ zin và máy zin có nhá, máy của em nó vẫn còn zin này. Đấy, máy zin có zin chân máy chưa hề động đến ca đêm mỏi hết luôn. Đấy, keo đuôi chuột này vẫn còn nguyên bản các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Kia Morning phải nói là dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, không hay ổng bạc. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn, sản xuất những năm 2016. Đấy, tất cả những cái hệ thống phụ kiện shock này. Đấy, ốc đác lắp cabo này chưa hề ra các bác nhé. Đấy, máy móc thì lỗ rất là êm, tất cả những cái hệ thống tinh tán dàn chân này. Đấy, con này nó là động cơ 4 máy, con này nó là bản chung các bác nhé. Đấy, bản chung, bản chung nó là 1.2. đấy, máy móc này rất là êm luôn. Phần ủ chăm sóc này. Đấy, phần tất cả những cái tổng quan của lắp cabo này. Đó, tổng quan của lắp cabo quá nhá, các độ của nó tròn, không hề có hiện tượng bóp méo luôn. Đấy, một mẫu xe phải nói rất là đẹp luôn, một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2016, biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ quá nhá. Máy con này thì rất là chất luôn, sạch sẽ này, không hề có một chút chỉ dầu nào luôn. Đấy, không hề có một chút chỉ dầu nào các bác nhá. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cho mẫu xe này, đấy, mua về sử dụng thì rất là yên tâm luôn. Đấy, rất là yên tâm luôn các bác nhá. Đấy, mang nước sơn màu trắng này, mang biển kiểm soát Hải Phòng. Đấy, bản hatchback màu đầu, xăng ăn tiết kiệm như người, 209 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ, bao rút hồ sơ gốc về cho các bác, cũng như có cả ship cho các bác nhá. Ship đến tận nhà cho các bác luôn, miễn phí tiền ship cho quý khách hàng. Vậy thì quý khách hàng nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia Morning này, anh cứ alo cho em. Lốp dép 4 của lốp của nó thì cũng còn khá là dày dặn các bác nhá. Tất cả những cái hệ thống này, khua lốp này, chỗ nhạy cảm nhất này, không hề có một chút bong bọt nào luôn. Đó, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn các bác nhá. Máy gầm thì đại chất, côn số ngọt, máy số zin. Đấy, máy số zin, nội thất thì rất là tươi luôn. Đấy, nội thất thì tươi không cần phải tưới các bác này. Đấy, nội thất thì rất là đẹp các bác nhá. Hệ thống táp ly cánh cửa của đằng sau bên phụ các bác này. Đấy, tất cả những cái khung cánh cửa này. Đấy, khung cánh cửa các bác nhá, không có một chút bong bọt nào luôn. Đấy, âm thanh thì rất là hay. Phần hệ thống keo chỉ của xe. Đấy, tất cả những cái keo chỉ của xe này, đấy, zin đều tắp tắp luôn. Hệ thống bậc kênh xuống này. Đấy, những cái ốc ác bản nè. Phần cột kèo.
Đấy, tất cả cột kèo này. Đấy, cột kèo và đinh tán các bác nhá. Đấy, zin nguyên bản luôn. Đấy, cột kèo đầu đít zin, máy số zin. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn. Một mẫu xe Kia Morning mang thương hiệu của Hàn Quốc, mang phiên bản số sàn, mang nước sơn màu trắng ngọc trai. Đấy, con này thì cốp của nó mở bằng điện quý vị và các bạn nhé. Đấy, mở điện này. Đấy, ấn nhẹ cái vào đây là nó mở ra các bạn này. Đây đằng sau này các bạn nhé. Còn đây là phần hệ thống cốp sau xe các bạn này. Đấy, dòng một đầu thì cốp của nó nhỏ gọn thôi, nó không được rộng rãi như bản sedan hai đầu các bạn nhé. Đấy, luồn lách những đường ngang nó nhỏ ok luôn. Phần hệ thống đinh tán giằng giật này. Đấy, ốc ác này, keo chỉ này. Đấy, keo chỉ zin các bác nhá, ốc ác à, chưa hề động đến kalem mà lết luôn. Đấy, hệ thống tổng quan của lắp cốp này. Đó, tổng quan của lắp cốp các bác nhá, các lỗ của nó tròn, không hề có hiện tượng móp méo luôn. Còn đây là phần của lốp sô cua này. Đấy, kích trong đầy đủ các bác nhá, sàn xe này, sàn của nó không có một chút bụng bọt nào luôn. Rồi, rất là đẹp. Một mẫu xe Kia Morning. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm của xe cho các bác xem này. Đấy, các bác xem phần gầm này. Gầm bệ của em nó là rất là chắc chắn các bác nhá, rất là chắc chắn luôn. Rồi, rất là chắc chắn luôn. Rồi, máy đang nổ đây, lổ ra nước các bác nhá. Máy lổ ra nước này. Máy lổ ra hơi nước thì rất là tốt luôn. Máy là rất là ngon các bác nhá. Chân của nó này, chân của nó là chân nỉ, bên trong bên ngoài thì đã được bỏ một lớp ni lông rồi. Đấy, vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mặt, đúng chân của mẫu xe này, nhấc máy lên alo cho em. Đây các bác xem này, táp ly của em nó này vẫn còn gai sần đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Âm thanh này, đấy, của loa phía sau làm đấy các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Phần hệ thống khung cánh cửa, phần keo chỉ của xe. Đấy, keo chỉ của em nó đều tắp tắp zin luôn, vậy bật lên xuống này. Đấy, tất cả những cái hệ thống cột kèo của xe. Đấy, cột kèo zin, máy số zin. Đấy, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Vâng, một mẫu xe Kia Morning mang nước sơn màu trắng, mang biển kiểm soát Hải Phòng, bản hatchback một đầu, với giá tiền 209 triệu đồng. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia Morning hiện đang có tại cửa hàng ô tô Cũ Đoàn Nghị, anh cứ nhấc máy lên alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay bên sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video lần sau.